lễ khánh tuế Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm tròn 99 tuổi, diễn ra trọng thể vào ngày 14 tháng 8 năm 2022, 17 tháng 7 năm Nhâm Dần tại Thính Pháp Đường thuộc Tổ đình Thường Chiếu, huyện Long Thành, Đồng Nai. Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, húy là Trần Hữu Phước, pháp danh Thích Thanh Từ, sau đổi lại húy là Trần Thanh Từ. Ngày sinh ngày 24 tháng 7 năm 1924 tại ấp Tích Khánh, làng Tích Thiện, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Hòa thượng tu học với cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa và từng giữ chức phó vụ trưởng Phật học vụ, sau đó là vụ trưởng Phật học vụ, quản viện kiêm giáo sư Phật học viện Huệ Nghiêm, giảng sư các Phật học đường Dược Sư, Từ Nghiêm, giảng sư Đại học Vạn Hạnh. Ngài đã thành lập nhiều thiền viện trong nước và ngoài nước hướng dẫn tăng ni Phật tử tu thiền. Tháng 11 năm 2017, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ 8 đã suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng đã từng nói, tôi là kẻ nợ của tăng ni và Phật tử. Ai biết đòi thì tôi trả trước, ai chưa biết đòi thì trả sau. Suốt đời ngài đều dốc hết sức mình lo cho Phật Pháp, đặc biệt là làm sống lại Thiền Tông đời Trần, tạo điều kiện cho tăng ni tu hành tiến bộ. Bởi theo Hòa thượng, tăng ni tu hành có tiến bộ thì Phật Pháp mới trường tồn và lớn mạnh được. Thiền sư Thích Thanh Từ từng nhắn nhủ, hoài bão của thầy đều gửi gắm hết vào sự nỗ lực tu tập của tụi con. Tăng ni tu có niềm vui, sáng được việc lớn, đó là biết thương tưởng đến thầy. Bằng ngược lại thì thật là thầy chưa đủ phước để được vui trước khi nhắm mắt. Bởi vì nguyện vọng khôi phục Thiền Tông Việt Nam, đặc biệt là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đời Trần của thầy chưa thành tựu. Được biết, Thiền phái Trúc Lâm hiện có hơn 200 ngôi thiền viện lớn nhỏ trong và ngoài nước với hơn 5.000 tăng ni và hơn 100.000 Phật tử quy y. Theo truyền thống Phật giáo, lễ khánh tế khánh thọ là lễ mừng chư tăng, ni tăng thêm một tuổi đạo, là dịp để các đệ tử bày tỏ lòng hiếu đạo đối với bậc tôn sư của mình trong việc nỗ lực tinh tấn tu hành. Lễ mừng khánh tuế chư tăng ni trong Phật giáo thường được tổ chức sau 3 tháng an cư kết hạ. Tại buổi lễ, chư tôn đức tăng ni Phật tử cung thỉnh Thiền sư Quang Lâm, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm đã cung kính dâng lời tác bạch khánh tuế tôn sư. Dịp này, chư tăng ni Phật tử thuộc Thiền phái đã lắng nghe trùng tuyên lời chỉ dạy tu tập của Hòa thượng Trúc Lâm, sách Tấn hành giả tinh tấn. Môn đồ đệ tử thiền sư sau đó đã dâng vòng hoa khánh tuế Đức Trưởng lão Hòa thượng tròn 99 tuổi trong niềm hiếu kính ân sư, người đã khai sinh huệ mạng cho mình.